Nam Hàn bày tỏ mối quan tâm đối với vụ xử tử ông Danh, tên từ hãng Thành. Tại một cuộc họp báo hôm nay, phát ngôn viên Bộ Thống nhất Nam Hàn, ông Kim Ui đã nói rằng chính phủ hết sức quan ngại về hàng loạt các sự kiện xảy ra ở Bắc Hàn và đang theo dõi rất sát tình hình ở miền Bắc. Chính phủ sẽ giữ bình tĩnh và chuẩn bị đầy đủ cho tất cả các trường hợp. Chính phủ cũng sẽ làm việc chặt chẽ với các đồng minh và các nước có liên quan. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng của miền Nam cho biết quân đội Bắc Hàn đang thực hiện một cuộc huấn luyện quân sự mùa đông từ đầu tháng 12, nhưng không có chuyển động gì bất thường và họ đang theo dõi chặt chẽ những chuyển động quân sự của miền Bắc và quân đội Nam Hàn đã sẵn sàng để phản ứng ngay lập tức trước những biến động không lường trước của Bắc Hàn. Văn phòng Tổng thống Nam Hàn cho biết họ đã tổ chức một cuộc họp các bộ trưởng để xem xét tình hình. Các chuyên gia cho rằng quyết định xử tử ông Danh đã được thực hiện nhằm củng cố chế độ quyền lực tập trung của ông Kim Chánh Ân. Cùng lúc theo đuổi tham vọng hạt nhân và quân sự của cha mình, ông Kim Chánh Ân được thổi phồng là người sẽ hồi sinh nền kinh tế đang hấp hối của Bắc Hàn.